Chào các bạn, hôm nay mình học được rất là nhiều cái kiến thức bổ ích trong việc kinh doanh Amway từ một người cô quốc tế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn để chúng ta cùng thành công sớm trong kinh doanh Amway này. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải tôn trọng bản thân mình. Thì tôn trọng bản thân mình là mình sẽ làm những việc gì? Thứ nhất là mình phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho mình, một người luôn luôn trẻ khỏe và rất là lạc quan. Cái thứ hai nữa là ngoại hình thì chúng ta ăn mặc thật là chỉnh chu. Và cái thứ ba là chúng ta phải xây dựng được một cái nhân cách tốt. Thì có được những cái điều này thì chúng ta sẽ thu hút được rất là nhiều những người khác khi mà họ nhìn thấy cái sự thay đổi của mình trong suốt quá trình chúng ta làm kinh doanh Amway. Và cái ý thứ hai á là khi mà chúng ta làm kinh doanh Amway thì chúng ta làm bằng cái tình thương. Thì khi mà chúng ta làm việc bằng cái tình thương á thì tự nhiên tiền nó sẽ có. Và làm bằng tình thương tức là mình sẽ giúp cho rất là nhiều người, đặc biệt là những người thân trong gia đình, những người họ hàng, thông qua nhiều cách khác nhau. Cái thứ ba là khi mà chúng ta làm kinh doanh Amway thì chúng ta cố gắng là làm trong sự vui vẻ, lạc quan, tích cực, trong tâm thái rất là hạnh phúc khi đi chia sẻ sự nghiệp này cho mọi người. Chứ không có phải là mình làm trong trạng thái là thúc ép người khác mua hàng, hoặc thúc ép người khác hợp tác với mình, hoặc là chúng ta làm trong cái tư cách là vụ lợi và chúng ta rất là sợ hãi khi chúng ta làm những cái điều này. Thì khi chúng ta làm được những cái điều trên thì có thể rằng là chúng ta sẽ trở thành một người huyền thoại trong cuộc sống và có một cuộc sống rất là huyền thoại. Đó là những cái kết quả mà người cô này đã đạt được. Thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ phấn đấu, nỗ lực và làm theo hướng dẫn của cô để chúng ta có được cái thành tựu như cô.